Những lợi ích lớn khi dùng máy niệm Phật hàng ngày. Máy niệm Phật nói chung hay máy niệm Phật hoa sen dùng năng lượng mặt trời nói riêng đều có rất nhiều những lợi ích đối với cả những người trần thế cũng như đối với các chư vị chúng sanh hữu hình, vô hình. Ở đây chúng tôi xin tạm chia sẻ một số tác dụng và lợi ích lớn mà máy niệm Phật hoa sen dùng năng lượng mặt trời đem lại như sau. Thứ nhất, chúng ta đặt máy niệm Phật hoa sen ở sau vườn nhà. Thông thường chúng ta ở trong nhà niệm Phật, nghe Pháp. Lúc ra ngoài làm vườn thì cũng vẫn nghe được danh hiệu Phật văng vẳng ở bên tai. Việc này giúp cho chúng ta luôn nghe thấy và ghi nhớ được câu danh hiệu Phật. Sự niệm Phật mỗi ngày do đây mà cũng được tinh tấn hơn. Đây là một điều vô cùng có lợi ích đối với sự tu hành của chính mình. Thứ hai, chúng ta mở máy hoa sen niệm Phật ở ngoài trời, khiến cho quỷ thần, thổ địa hộ pháp, hương linh, cô hồn vất vưởng cũng đều được nghe. Chúng ta gieo duyên với họ, khuyến khích và tạo điều kiện cho họ cùng với chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Chúng ta cùng với họ chính là bạn hữu thân thuộc nơi ao sen liên trì. Thứ ba, chúng ta mở máy hoa sen niệm Phật để cho những chúng sanh hữu tình nhỏ nhắn như kiến, gián, mũi, ong bướm, sâu bọ ở chung quanh cũng đều nghe thấy được âm thanh của câu danh hiệu A-di-đà Phật. Chúng ta gieo chủng tử Phật cho chúng, khuyên chúng cùng niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thân thiện với các loài sinh vật, chúng ta không dùng đến các loại thuốc trừ sâu để tiêu diệt chúng. Chúng ta dùng tâm ý lương thiện để đối đãi với chúng, nhất định chúng sẽ thân thiện trở lại đối với chúng ta. Nhất định chúng sẽ không phá hoại rau màu của chúng ta, nhất định sẽ theo lời chỉ dẫn của chúng ta mà chung sống có ích. Có người và vạn vật cùng cộng sinh, cộng hưởng với nhau, ấy chính là phép tắc của đại tự nhiên vậy. Thứ tư, chúng ta dùng máy niệm Phật hoa sen nơi vườn rau hay bãi ngô mà chúng ta phun trồng để duy trì âm thanh câu danh hiệu A-di-đà Phật không gián đoạn. Ban ngày máy cũng niệm, ban đêm máy cũng niệm. Đây là một sự chăm sóc rau màu vô cùng là đặc biệt và lợi ích. Bởi vì vạn vật dù chỉ là cây cối nhưng chúng cũng có pháp tánh. Chúng sẽ tùy theo tâm niệm của con người mà có những biểu hiện thuận, nghịch, lợi hại không như nhau. Chúng ta vào những năm trước đây đã biết đến chứng minh thí nghiệm nước của tiến sĩ Masaru Emoto, Giang Bổn Thắng. Ông đã chứng minh được nước có thấy, nghe, hiểu biết. Nó thay đổi theo tâm niệm của con người hay từ trường ở xung quanh nó. Không những nước mà tất cả cỏ cây, hoa lá, khoáng vật, khoáng chất, sơn hạ đại địa thì cũng đều là như vậy cả. Một câu danh hiệu A-di-đà Phật là ý niệm tối thượng thiện. Chúng ta dùng chiếc máy nhỏ này phát ra âm thanh A-di-đà Phật để cho chúng được nghe. Tất nhiên, chúng sẽ cảm nhận được và kết tinh một cách hài hòa và tốt đẹp. Vườn rau màu của chúng ta chắc chắn là một vườn rau màu rất tươi sạch, hoa trái đầy cành, không có đột biến hay các tác dụng gây hại. Đây đích thực là một việc rất tốt, nhưng cũng tương đối là rất dễ làm. Kết lại, cũng giống như tác dụng vừa mới nói ở trên, máy hoa sen niệm Phật phát ra âm thanh thanh tịnh của câu danh hiệu Phật có tác động rất lớn đến môi trường sống chung quanh. Nó tạo ra một làn sóng từ trường vô cùng tốt đẹp đối với con người, quỷ thần và cũng như đối với toàn thể vạn vật. Người thế gian của sự việc này là cải tạo phong thủy. Phong thủy ở nơi đây cho dù là rất xấu, chúng ta đến đây chân thật tu hành, niệm Phật, lại Phật, trường chay, phóng sanh, thì chắc chắn phong thủy ở nơi đây cũng sẽ tự thay đổi theo tâm niệm của con người, từ xấu chuyển thành tốt, từ tai họa chuyển thành an vui. Người xưa thường nói, người phước ở đất phước người phước ở, chính là ý nghĩa này vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, xin thường niệm.